người việt nam bị công khai trên mạng mới đây một thành viên của diễn đàn red forums đã tải lên một tập tin dữ liệu được cho là có chứa thông tin người dùng của một ngân hàng tại việt nam red forums là diễn đàn của giới hacker nơi chuyên đăng và giao bán những cơ sở dữ liệu bị hack những dữ liệu được chia sẻ lên red forums đều là những thông tin cá nhân chi tiết các thông tin này bao gồm mã khách hàng tên tuổi ngày tháng năm sinh số điện thoại email địa chỉ nhà riêng và nơi công tác của khoảng 2 triệu người việt nam những thông tin này được đăng tải lên Red Forums từ ngày 29 tháng 10 năm 2019 bởi một thành viên có nickname Ly Tâm Lìm. Đây là một tài khoản nạc danh mới được khởi tạo từ tháng 10 năm nay. Các dữ liệu vừa được dò dỉ kể trên là bài đăng duy nhất của nickname này. Theo người đăng tải giới thiệu, những dữ liệu này được cho là của các khách hàng đến từ một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Đáng chú ý khi tất cả các trường thông tin này đều ở dạng text và không được mã hóa, vẫn chưa có thông tin gì nhiều về nguồn gốc của file nội dung này, cũng như những thông tin này có chính xác hay không. Tuy nhiên, tính đến thời điểm sáng ngày 22 tháng 11 năm 2019, bài viết nói trên đã có khoảng 18000 lượt xem trên Red Forums. Trong trường hợp những dữ liệu này là chính xác, có thể thấy rất nhiều người Việt sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do vụ việc.